Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của máy in Vũ Gia. Hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn các bạn cách lấy giấy kẹt cho máy in đúng cách. Đúng cách ở đây là cái gì? Là có nghĩa là lấy giấy kẹt ấy, lấy làm sao để nó đúng cái quy trình, nó sẽ không gây ra hư hỏng cho máy các bạn. Đây chỉ là cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, chia sẻ với các bạn thôi. Có thể các bạn có nhiều cách hay hơn, tốt hơn. Các bạn biết rồi thì bỏ qua video của mình, còn các bạn nào chưa biết thì có thể làm theo hướng dẫn của mình để lấy giấy kẹt một cách tốt nhất và tránh hư hỏng cho máy. Đầu tiên thì mình sẽ làm mẫu trên cái dòng máy in đen trắng một mặt của HP. Hầu như các cái dòng máy in đen trắng nhỏ nhỏ như vậy á, của HP và Canon luôn nhé các bạn, nó cũng đều cơ bản giống nhau thôi. Giấy vào ở dưới, khay giấy vào ở dưới và ra ở trên này, thì có thể làm theo cách này của mình. Bây giờ mình sẽ mô phỏng một số tình huống và mình hướng dẫn các bạn. Đây là tình huống đầu tiên mà các máy in hay bị hay gặp phải, đó là giấy nó quấn lên vào trong được một xíu các bạn này, giấy nó quấn lên một xíu này và nó kẹt ở trong máy. Cái tình huống này gặp rất là nhiều các bạn ạ, khi giấy nhăn nheo rồi nó bị kẹt vướng ở hộp mực, sau đó không lên được nữa và nằm tại đây. Để lấy giấy kẹt trong tình huống này thì thông thường quán tính là hay cầm kéo ra, nhưng nếu các bạn mà kéo ra kiểu này sẽ dễ làm hư hộp mực và hư cái bộ cơ quấn giấy của máy. Để lấy đúng cách thì các bạn phải mở nắp này lên, mở nắp lấy hộp mực ra. Sau đó các bạn lấy hộp mực ra cho mình. Rồi, các bạn dùng hai tay hoặc một tay tùy các bạn. Các bạn làm sao cho nó dễ lấy thì thôi. Các bạn khẽ lấy giấy kẹt xuống. Đó, các bạn kéo giấy kẹt xuống. Và các bạn kéo ra chiều này các bạn nhé. Kéo cái chiều này cho nó ra này. Đó. Khi các bạn kéo xuôi chiều ra thì nó đảm bảo cái bộ cơ các bạn nó sẽ không bị lỗi. Và các mấy cái con cảm biến ở trong này này, nó sẽ đúng chiều nó ra, nó không có bị gãy. Còn khi các bạn giật ngược từ dưới này á, cái bộ cơ quấn giấy đây nó sẽ dễ bị quấn ngược trở lại và nó làm lỗi bộ cơ, các bạn phải mang ra ngoài sửa, tốn chi phí và tốn thời gian. Và cái mấy con cảm biến chỗ này á, nó giật ngược lại dễ bị gãy với con cảm biến và cũng tốn chi phí đó các bạn. Đó là tình huống một. Còn đây là tình huống thứ hai cũng hay mắc phải, đó là giấy nó vừa ra một chút xíu là nó kẹt. Với tình huống này thì quán tính thì nhiều bạn cũng chỉ cầm kéo ra thôi, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn kéo như vậy rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó nặng, các bạn kéo rất là khó, thậm chí các bạn kéo nửa chừng nó rách tờ giấy ở trong máy, rất là phiền phức, mất thời gian. Và thứ hai nữa, nó dễ làm gãy mấy cái con lăn ở đây. Vậy nên để lấy giấy trong tình huống này thì các bạn làm như sau: mở nắp máy lên, lấy hộp mực ra. Khi các bạn mở nắp máy lên thì hai bên này này nó có hai cái cần này để nó nhả cái bộ sấy ra, vì trong cái bộ sấy nó có cái trục ép và cái phần thanh nhiệt sấy đấy, thì khi gạt cần này lên ấy, là nó sẽ tách rời hai cái phần nó ra một chút xíu nên là nó sẽ nhẹ. Và thứ hai nữa là hộp mực các bạn lấy ra ngoài thì cái hộp mực nó không còn ép vào giấy nữa, thì cái thao tác các bạn khi các bạn kéo nó nhẹ nhàng hơn. Đó, các bạn thấy không, một tay mình cũng làm được này. Cái thao tác mình kéo ra nó nhẹ nhàng hơn, nó không phải dùng lực nhiều thì nó sẽ không gây tương tác làm gãy mấy cái Bruno, cái cao su quấn giấy, cái trục quấn giấy ở trên này, cửa ra giấy. Đó, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Là các bạn đóng nắp và các bạn để im, các bạn kéo như vậy. Đó, nó vừa nặng mà dễ gây ra tình trạng rách giấy, đứt giấy nằm ở trong này. Và khi đứt nằm trong này rồi, đôi khi các bạn phải kêu mang dịch vụ máy in người ta mới lấy được, chứ các bạn không lấy được đâu. Đó, đó là tình huống thứ hai. Về cơ bản, đối với cái dòng máy in đen trắng một mặt nhỏ gọn như thế này, thì nó về cơ bản thì chỉ có hai tình huống đó là phổ biến thôi. Còn những tình huống khác thì nó cũng linh tinh ở trong, thì cái đó thì không thành vấn đề rồi. Các bạn lấy sao cũng được, nhưng mà hai cái tình huống đó là hai tình huống mà quan trọng mình muốn hướng dẫn các bạn lấy cho đúng cách để tránh hư hỏng cho máy. Và bây giờ mình sẽ làm mẫu trên dòng máy in hai mặt. Đây là máy in hai mặt của hãng HP, cái model của nó là HP Pro 400 M401DN. Mình lấy cái dòng này làm mẫu vì cái dòng này bây giờ đang sử dụng rất là nhiều. Thực tế các cái dòng khác như là HP 2055 rồi Canon mấy cái dòng 66 gì đề cao sau này đấy, và mấy dòng đời mới bây giờ ấy, thì nó cũng thao tác nó cũng tương tự nhau thôi. Và mình lấy tiêu biểu cái mẫu là HP này để làm mẫu cho các bạn. Đầu tiên, tình huống 1. Với tình huống này, máy báo kẹt giấy. Mình kéo khay giấy ra. Thấy giấy vừa quấn lên
còn sót lại một chút xíu ở phía dưới này, nghĩa là giấy chưa lên hẳn, đã kẹt ở trong. Thì với tình huống này các bạn không được kéo giấy kéo ra kiểu này, không được cầm kiểu này, mà các bạn phải làm như sau: mở nắp máy ra, lấy hộp mực ra, các bạn từ từ các bạn cầm tờ giấy rồi các bạn kéo theo chiều xuôi, nó sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Còn khi các bạn kéo ngược trở xuống rất là khó lấy, và đôi khi là còn gây ra hư hại mấy cái phần cao su quấn giấy này nọ, và rất là nặng, vì khi kéo ngược mà mấy con cảm biến này nó rất dễ gãy này, mấy con cảm biến này các bạn này rất dễ gãy này, vì nó cảm biến là nó xuôi chiều đi, nhưng mà các bạn kéo ngược lại dễ là vật ngược lại, là dễ làm lỗi mấy con cảm biến đó. Đó là tình huống một, các bạn lấy theo chiều xuôi lên. Rồi giờ đến tình huống 2. Với tình huống 2 này á, là giấy cũng quấn vào được một chút, nó còn chưa quấn vào hết các bạn, nó còn một chút đây này, nó quấn vào trong nhưng mà nó chưa quấn hết và nó kẹt giấy. Thì với tình huống này thì các bạn cũng không nên kéo từ phía này, vì các bạn có thể là các bạn rất là khó để kéo, rất là nặng và rất dễ làm gãy cái trục, làm hư cái trục quấn giấy trên này. Đó. Với tình huống này thì các bạn không được kéo như vậy, mà các bạn phải làm như sau: đóng nắp lại, các bạn ấn nút mở nắp ra, lấy hộp mực ra, cũng làm tương tự như tình huống 1. Các bạn lấy xuôi chiều, cầm từ bên trong các bạn kéo ra, rất nhẹ nhàng nha các bạn. Đó, đó là tình huống 2. Và bây giờ tới tình huống 3. Với tình huống 3 này á, là ví dụ giấy đó in ra, nó vừa nhú ra một chút xíu là nó kẹt ở trong máy. Đó. Với tình huống này á, thì các bạn không nên kéo trực tiếp từ phía ngoài này, vì thực tế nó mới nhú ra một xíu thôi, nhưng mà cái phần lớn giấy nó còn nằm ở trong máy các bạn ạ. Nó còn nằm ở trong máy, hộp mực nó còn đang hãm giấy lại, rồi bộ sấy nó đang ép và nó hãm giấy lại, nên các bạn kéo từ phía trước này rất là khó. Có thể các bạn cố kéo vẫn được thôi, nhìn chung nó vẫn ra đấy, nhưng mà nó sẽ khó và không đúng quy trình các bạn ạ. Nó dễ làm gãy hai cái con nan đây này. Ở trong máy nó có hai con nan đấy các bạn, nhìn chung quay video đây thì hơi không thấy được đâu. Đây này, đó, và thấy không? Con nan đây này, hai bên nó có hai con nan. Thực tế hai con này rất là dễ bị gãy, nếu các bạn đã xài dòng này nhiều các bạn biết. Thường là hay bị gãy hai con nan này, mà khi gãy hai nan này do sao? Là do các bạn toàn cầm giấy đằng trước các bạn kéo, thì nó nặng tay quá các bạn cứ cố tình các bạn kéo, là nó dễ gãy hai con nan này. Đó, vậy nên với tình huống này các bạn không nên kéo đằng trước, mà các bạn tốt nhất các bạn thứ nhất mở nắp máy này ra, các bạn lấy hộp mực ra một xíu. Thứ nhất lấy hộp mực ra, các bạn cũng không kéo từ phía trong này nha các bạn. Với tình huống này các bạn cũng không nên kéo từ phía trong, các bạn lấy hộp mực ra, mục đích để cho nó không hãm cái giấy này lại. Thì lấy hộp mực ra thì nó sẽ bớt được một cái lực hãm. Thứ hai, các bạn mở cái nắp phía sau này ra. Đó, khi các bạn thực hiện mở cái nắp phía sau này ra thì nó cũng coi như là mở cái bộ sấy, có nghĩa là nó có cái thà, nó có cái trục ép và cái trục ép sấy và cái thanh nhiệt ấy, nó ép với nhau. Bây giờ các mở nắp ra một cái là nó cũng sẽ có cái cần ấy, nó gạt, nó tạo cái độ hở cho bộ sấy, thì giấy sẽ nhẹ nhàng lấy hơn. Đó, các bạn có thể lấy từ phía sau này, từ từ các bạn dùng tay các bạn lấy từ giấy kẹt ra từ phía sau này. Đó, thứ nhất nó không gãy, không làm ảnh hưởng. Thứ hai, cái trục nan phía trước và nó nhẹ nhàng, không bị rách giấy, tờ giấy còn nguyên vẹn. Đó, đó là cách lấy cái kẹt với tình huống thứ ba. Bây giờ là tới tình huống thứ tư. Với tình huống thứ tư này á, thực tế nhiều lúc khó phát hiện các bạn ạ, vì cái tình huống này là cái giấy nó kẹt ở khay đảo mặt. Nhiều lúc giấy nó bị, ví dụ mình xài giấy mỏng quá, khi các bạn in đảo mặt hay có dấu hiệu nó bị cong vênh, và khi cong vênh nó đảo xuống cái khay đảo mặt ở dưới đây này, ở dưới máy nó có cái khay đảo mặt ở dưới này, nó nằm ở đó. Thực tế tờ đầu tiên nó kẹt đôi khi các bạn không phát hiện ra, nhưng khi các bạn in tờ thứ hai bắt đầu nó xuống là nó sẽ kẹt theo, vì do gì? Tờ đầu tiên chưa ra được thì tờ thứ hai lấy gì mà qua được. Vậy nên khi các bạn kiểm tra, ví dụ như đây, thực tế là khay đảo mặt của mình đang bị kẹt giấy, nhưng mà trên máy in không báo kẹt giấy luôn. Nhưng các bạn khi các bạn ra lệnh in tờ thứ hai thì nó tờ thứ hai in hai mặt, nó đảo nó sẽ kẹt luôn. Thì với tình huống kẹt ở khay đảo mặt thì các bạn lấy làm sao? Nhìn chung cái tình huống này thì không có gì khó khăn cả. Nó có hai vị trí để các bạn lấy, nhìn chung các bạn lấy chiều nào cũng được. Đầu tiên các bạn có thể mở cái nắp này ra, đây là cái vị trí đảo mặt các bạn này, cái khay đảo mặt của máy này. Đó.
các bạn có thể kéo từ từ hướng này cũng được. Thì đối với khay đảo mặt thì các bạn kéo chiều nào cũng được, không sợ hư hỏng gì đâu, cứ từ từ kéo là thôi. Hai là các bạn có thể kéo phía đằng trước, nó tùy tình huống, các bạn kéo cảm thấy kéo đằng trước dễ hoặc kéo đằng sau dễ thì các bạn cứ chủ động các bạn kéo thôi. Đằng sau mà các bạn thấy không thấy dễ đâu mà kéo không được thì các bạn mở đằng trước, các bạn lấy khay giấy ra, các bạn gạt cái cần cái nãy màu xanh này xuống. Đây là cái khay đảo mặt của máy các bạn nha, khay đảo mặt của máy. Hầu như các cái dòng máy in hai mặt HB nó đều có khay này hết, và cái vị trí của nó cũng cũng kiểu nằm ở đây thôi. Có thể có nhiều cái cần nằm ở bên tay trái, có nhiều cần nằm bên tay phải, nhìn chung là tùy. Thì các bạn thấy cần ở bên nào các bạn gạt xuống, các bạn có thể lấy ở phía nào các bạn cảm thấy thuận nhất các bạn lấy. Đó, các bạn chỉ việc lấy từ cái kẹt ra thôi. Đối với khay đảo mặt thì nó không không kén cái vấn đề các bạn lấy đúng chiều hay không đúng chiều, mà quan trọng là các bạn lấy làm sao cho dễ lấy, chiều nào lấy được thì lấy, đằng trước lấy được thì lấy, đằng sau được thì lấy, xong các bạn đóng lên trở lại. Đó là tình huống thứ tư. Nhìn chung đối với dòng máy in hai mặt của hãng HP và Canon thì bốn sự cố cơ bản đó là nó phổ biến thôi, còn những cái sự cố khác thì nó cũng không thành vấn đề các bạn ạ. Các bạn nắm được cách lấy giấy của bốn sự cố đó thì những sự cố khác thì nó cũng tương tự thôi, có thể nó nằm ở vị trí khác này nọ nhưng mà cách lấy cơ bản nó đều giống nhau. Đây đây là cái kinh nghiệm mình chia sẻ với tư cách là cá nhân của mình, không phải là mình để mà theo kiểu kêu các bạn phải làm như vậy mới đúng. Các bạn có thể có nhiều cách khác, kiểu lấy khác khác nhau, các bạn hay hơn, các bạn có cái cách hay hơn thì các bạn bỏ qua cái video này của mình. Còn các bạn nào mà chưa biết hoặc là làm chưa đúng cách thì có thể coi cái video của mình và làm theo cho đúng để tránh hư hại cái máy của các bạn và đỡ tốn tiền sửa chữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hay thì có thể để lại cho mình một lượt like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới mình ra. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.